Một chiến sĩ đã rớt đời. Đi ra. Dạ. Đi chơi. 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 Đi ch
Ba đâu? Dính như đang ở miền Tây á. Sẻ hả? Dạ. Ông sẻ làm sao? Vậy rồi bên đây con dọn rồi, có cơm mấy người kia dọn không? Ờ, đúng rồi, con dọn nhà cho sạch cho đúng không? Mà sao ông bắt Ti kỳ cục vậy ta? Tự nhiên không sao xẻ rồi bây giờ ăn nhiên dọn ấy. Nãy giờ con cũng không biết biết về mấy cái đồ đó.
Mà mày bắt tay ông xã chỗ nào? Ông xã chỗ ông xã nhiều luôn á. Hả? Dạ. Vậy sao con không nói? Lúc đó sao con không nói? Bây giờ con ông đi rồi. Rồi làm ra con nói được. Thế trời ơi, bắt tay gì kỳ cục quá. Con né ra. Rồi thôi dọn đi, dọn cho sạch sẽ nha.